Hiện giờ là 17 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2016. Vâng, đã có cái kết luận điều tra về cái vụ ở vụ xả súng ở Yên Bái rồi. Thế thì tôi vừa có thông tin mới nhất và có mấy anh bạn nhà báo vừa nhắn tin. Tức là sau 4 tháng điều tra thì cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã kết luận điều tra cái vụ án mà bí thư và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh này bị cho rằng là bị cấp dưới dùng súng K59 sát hại tại trụ sở. Đó. Thế thì 3 giờ chiều nay thì công an tỉnh Yên Bái đã thông tin kết quả điều tra vụ án về cái vụ mà bí thư tỉnh Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch tỉnh kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh bị sát hại hôm 18 tháng 8. Vâng. Thế thì đại tá Phạm Ngọc Thắng là phó giám đốc, thủ trưởng của cơ quan điều tra, cảnh sát điều tra của Yên Bái đã chủ trì cái buổi thông tin cho báo chí này. Cùng dự thì có những cái đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân và các ban ngành địa phương, khoảng 30 phóng viên các cái báo đài, và mấy anh bạn tôi đang ở trên đó, đang vừa đưa tin vào ông xem kết luận mà tôi đã đăng lên trên các báo rồi đó, ông xem có ý kiến gì không. Vâng, thế thì cái căn cứ vào cái tài liệu mà thu thập ấy, thì công an tỉnh Yên Bái xác định cái động cơ sát hại bí thư và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái của ông Đỗ Cường Minh, 53 tuổi, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm, là không có yếu tố chính trị, không do mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay là tình ái. Vâng, thì cơ quan điều tra là nhận định rằng là do cái bất mãn về việc bố trí và sắp xếp nhân sự trong cái việc chi cục lâm nghiệp vào chi cục kiểm lâm ấy, tỉnh Yên Bái nó sáp nhập vào nhau, nên cái ông Minh này đã ông ấy bất mãn, ông ấy đã dùng súng bắn chết ông Cường và ông Tuấn ngày 18 đó. Thế thì theo cái tài liệu điều tra thể hiện ấy, mà do cơ quan cảnh sát điều tra của công an tỉnh Yên Bái cung cấp cho báo chí thì chi tiết nội dung nó như thế này: là 6 giờ ngày 18 tháng 8 thì ông Minh lái ô tô chở vợ đi ăn sáng xong thì chở đến vợ đến cơ quan xong thì khoảng 6 rưỡi. Tức là ông dậy, vợ chồng ông dậy rất sớm. Theo cái tài liệu điều tra thì vợ chồng ông chắc phải dậy từ 5 giờ ăn sáng xong thì mới chở vợ đến cơ quan. Thế thì ông Minh lái xe đến văn phòng tỉnh ủy. Trên đường đi thì ông Minh còn gọi điện nói chuyện với cả lái xe của bí thư tỉnh ủy Yên Bái. Thì cái việc mà gọi điện này có lẽ là cơ quan điều tra họ nghe được qua cái kiểm tra qua cái tổng đài. Có lẽ là như vậy. Đến cái trụ sở của văn phòng tỉnh ủy thì ông Minh lên tầng 2 và đứng chờ ngoài phòng làm việc của lãnh đạo, thì có lẽ là các anh ấy xem camera thì các anh ấy biết. Vâng, điều tra thì người ta phải xem coi camera. Thấy bí thư tỉnh đến phòng làm việc thì ông Minh này dùng súng K59 bắn 4 phát vào người ông Cường. Tôi nghĩ rằng là chắc là phải có camera ghi lại cái việc đó thì mới khẳng định như vậy. Vâng. Sau đó thì ông Minh mang theo súng đó, xách cặp ra ô tô, điều khiển xe đến đỗ tại sân của Ủy ban tỉnh. Và anh ta đi bộ lên cái phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, cách cái phòng ông Cường 150 m. Đó, theo cái kết luận điều tra là như vậy. Thế là cái phòng ông Cường và ông Tuấn thì cách nhau có 150 m thôi mà lại chạy ra lái xe điều khiển xe ra, xong rồi là xách cặp ra. Và khi đó thì cái phòng tại ông Ngô Ngọc Tuấn ấy thì đang có khách. Thế thì chờ ông khách ra về thì ông Minh tiếp tục dùng súng bắn 3 phát vào người ông chủ tịch. Thế thì sau đó thì là cảnh sát xác định rằng là ông Minh đã tự bắn một viên đạn vào đầu, tự sát sau khi sát hại hai lãnh đạo địa phương. Thế thì khám nghiệm tại hiện trường thì cơ quan công an phát hiện tại phòng nghỉ và phòng làm việc của đồng chí Phạm Duy Cường là có 50 triệu để ở trong cặp tài liệu. Đó. Tại phòng nghỉ của đồng chí Tuấn thì có két sắt, trong đó 100.000 đô, 1,5 tỷ đồng và 4 nhẫn vàng mặt đá. Chưa xác định được là vàng gì hay là chất lượng hay là mỹ ký, chưa biết. Đó. Thì khám ô tô của ông Đỗ Cường Minh thì cảnh sát phát hiện dưới tấm lót sàn ấy thì có cả con dao tự chế dài 35 cm. Mấy anh kiểm lâm này đi đâu cũng có dao. Vâng. Thế thì nó có một cái chi tiết này tôi rất là lưu ý, chi tiết là tại phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn ấy, cảnh sát đã phát hiện súng quân dụng K59 hết đạn để trong tủ. Đó. Mà ngoài ra thì có thấy một cái cặp sách đặt giữa phòng nơi sát Đỗ ông Huynh, chỗ ông Minh nằm ấy. Trong cặp có một chai 1,5 lít chứa xăng, không biết là cái cặp này to như nào mà chứa được cái chai 1,5 lít, cái chai Coca. Đó, thế hiểu cái cặp này to thế nào. Một hộp tiếp đạn súng K59 và trong đó có 8 viên đạn bật nửa ga, và cảnh sát không cho biết có tìm thấy súng chỗ ông Minh nằm hay không.
Nhưng mà rất là nghi ngờ cái chi tiết là khẩu súng K59 lại được nằm ở trong cái tủ quần áo. Tủ quần áo. Tức là cái khẩu K59 này để trong hết đạn rồi, để trong tủ quần áo. Đó, để trong tủ. Thế thì không hiểu là ông Minh này bắn xong, tự sát xong thì để khẩu súng, lại cầm khẩu súng để trong tủ hay sao? Hay là ai đã người là người cầm cái khẩu súng này để vào trong cái tủ quần áo đó? Đó là một cái chi tiết rất là đáng lưu ý. Và vậy ngoài cái việc mà cảnh sát khám nghiệm hiện trường thấy phòng nghỉ của ông Ngô Ngọc Tuấn có 100.000 đô, 1,5 tỷ và 4 chiếc nhẫn ấy. Thì ông Phạm Ngọc Thắng là phó giám đốc công an Yên Bái nói rằng cơ quan chức năng đã xác định là hội đồng nhân dân tỉnh không giao cho ông Tuấn cất giữ tiền, mà tiền này là tiền của riêng, tiền của gia đình ông ấy. Và ông ở nhà ông sợ mất cắp nên ông mua két ông để đấy. Vâng, đấy là trả lời. Các bạn có thể đọc trên rất nhiều trang báo có nội dung như vậy. Thế thì tôi chỉ lưu ý là những cái chi tiết về điều tra ấy. Có những cái chi tiết mà hiện giờ ấy, nó không ăn nhập gì với cái việc mà các cái điều tra theo các cái đúng với các cái trình tự của các cái khoa học hình sự. Ví dụ cái chi tiết mà khẩu súng K59 ấy, được khám thấy ở trong tủ với hết đạn và để trong tủ, đó là cái chi tiết rất là đáng lưu ý. Tại vì không thể là ông Minh mà cầm khẩu súng K59 nó bắn chết ông Cường xong rồi lại tự sát một viên vào đầu trên cái phía Thái Dương. Theo cảnh sát điều tra cho biết thì là anh ấy tự sát và anh ấy bắn vào Thái Dương và chết. Sau đó thì cái khẩu súng lại được để lên trong tủ hết đạn. Thế thì không rõ là cái chi tiết có một ai đó đã cầm khẩu súng này để vào tủ. Đó, đây là một cái chi tiết. Thứ hai là cái chuyện mà theo một cái cảnh sát điều tra cho biết rằng là có một cái chị là người đầu tiên ấy, chị gọi điện cho cảnh sát điều tra sau khi có súng nổ. Thì cảnh sát đã đến và đã đưa cái cả ba người này đi đến bệnh viện để cấp cứu, và chưa kịp khám nghiệm hiện trường, chưa biết rằng là kiểm tra và niêm phong cái hiện trường như thế nào. Thế thì đây cũng là một cái chi tiết. Các bạn mà thấy là một cái công tác điều tra thông thường ấy, thì khi mà xảy ra một vụ án mạng ấy, thì thông thường là các bác sĩ phải đến ngay tại hiện trường và kiểm tra ngay cái tình trạng của cái người mà được xác định là còn sống hay đã chết tại một vị trí nguyên si như thế, giữ nguyên hiện trường, chứ không phải là đến để mang đi. Cái việc anh đến anh thấy mà xảy ra án mạng và anh đem người đi lập tức đi bệnh viện thì nó trở lên là mất đi những cái hiện trường mà nó còn mang tính là chính xác để sau này làm cơ sở có thể là khoa học hình sự để xác minh các cái hướng súng bắn hoặc là các cái chứng cứ phân tích đó. Thứ hai là những cái chi tiết mà súng được cất trong tủ, trong khi ông Minh nằm dưới sàn và ông Cường thì nằm cũng ở chết sau khi có mấy viên đạn chết trong người, và ông Minh thì tự sát xong lại không có súng bên cạnh mà thấy súng ở trong tủ. Thế đây cũng là một cái chi tiết mà không rõ rằng đã có ai đó cầm khẩu súng đó để vào trong tủ và việc súng hết đạn số K59, mà cảnh sát cũng không cho biết là khẩu súng K59 đó là của ai. Đó, của ông Minh hay là của ông Cường, vì nó để trong tủ mà. Thì ông tủ của ông Phong, của ông Cương, chứ không phải là ở trong tay của ông Minh. Đó là chi tiết mà chúng tôi thấy là nó có rất nhiều cái điểm mà nó không khớp, nó không logic đó. Thế thì cái kết luận thì đã có rồi, và cái kết luận là theo cảnh sát điều tra của công an tỉnh Yên Bái thì đây là một cái việc mà nguyên nhân là từ bất mãn, từ người ta cho ra cái kết luận rằng là ông Minh này bất mãn do cái việc sáp nhập cái sở lâm nghiệp rồi là quản lý rừng đó, trồng rừng đó. Thì ông ấy bất mãn và ông đến ông ấy bắn. Thế nhưng có những cái chi tiết nữa, ví dụ nó không có vẻ logic là gì. Khi ông ấy lần đầu tiên ông vào cái phòng phòng mà bắn lần đầu tiên ấy, thế thì không hiểu là ông đi lên bắn xong thì ông lại lái xe. Đó. Lái xe. Đó. Ông Tuấn này. Đó. Thế là ông ấy, theo cảnh sát điều tra tỉnh Bái cho biết ấy, là ông Minh lái ô tô đến văn phòng. Đó. Và việc đầu tiên là ông ấy lên tầng 2, ông đứng chờ ngoài. Thì ông ấy bắn. Ông bắn xong rồi ông lại xách cặp ra. Ông bắn ông Cường xong xách cặp ra. Đi ô tô, điều khiển xe đến cái phòng của ông Tuấn. Cách đó 150m. Thế thì trong cái thời gian mà ông ấy bắn ông Cường, xong xách cặp ra thì thời điểm đó là trụ sở đã có rất nhiều người làm việc. Thế thì chả nhẽ lại không ai nghe tiếng súng. Không ai nghe tiếng súng mà ông ấy lại đàng hoàng ông xách cặp ra và ông đi đến phòng của ông Cường, ông đi đến phòng ông Tuấn, cách đó có 150m, và ông ấy gặp cả đoàn khách đang có khách ở trong phòng ông Tuấn. Thế thì vô lý là cái việc mà trong khi ông bắn ông Cường ở cái phòng đầu tiên trên tầng 2 thì lại không ai nghe tiếng nổ, mà súng K59 bắn 3-4 viên.
Thế đây cũng là một cái chi tiết mà nó không logic và nó khó chấp nhận được trong cái việc mà điều tra về khoa học hình sự đó. Thế thì tôi cũng đưa ra, tôi cũng vừa được thông tin của mấy bạn nhà báo thì nó nhắn cho là đó có cái nội dung và có các cái gửi các cái thông báo kết luận của công an cấp cho các báo để đăng lên rồi, nhưng tôi nhìn thấy nó quá nhiều vấn đề logic thì tôi sẽ tổng hợp tất cả những cái bài báo và tôi sẽ phân tích lại cái vụ này chi tiết hơn để các bạn theo dõi. Và đây là cái bản tin mà cập nhật để các bạn quan tâm đến cái vụ Yên Bái, các bạn có thể xem trước đó. Và một số báo đã đăng tin rồi thì nó có rất nhiều các cái chi tiết nó mâu thuẫn. Thế thì tôi sẽ tập hợp lại và chụp lại những cái ảnh trên màn hình của từng tờ báo ấy. Tôi sẽ phân tích cho các bạn vào một cái clip sau. Vâng, xin chào các bạn. Cảm ơn cái theo dõi và cái chia sẻ của các bạn. Và chúng ta sẽ gặp lại ở các cái clip mà nó phân tích chi tiết hơn. Vâng, xin chào.